Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng 12 tháng 3, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thành Dương, sinh năm 1986, trú tại đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An để điều tra xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải An phê chuẩn. Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an quận Hải An đã phát hiện Phạm Thành Dương là đối tượng thường xuyên tham gia các hội nhóm trên các trang mạng xã hội như Tránh chốt áo vàng Hải Phòng, Lục Vân Tiên để đăng tải bài viết, hình ảnh hướng dẫn các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng công an, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông. Ngoài ra, Dương Thường Xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để ghi hình, gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Nghiêm trọng hơn, Dương đã có hành vi đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông đòi tiền bồi dưỡng, nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông. Công an quận Hải An đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của Dương và cơ quan cảnh sát điều tra. Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Thành Dương về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 2 điều 170 Bộ luật hình sự. Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo các cơ quan đơn vị và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính các cấp nếu có cá nhân gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc đề nghị gặp gỡ, yêu cầu đưa tiền để gỡ bài trên trang mạng xã hội hoặc rút đơn tố cáo thì cần cảnh giác, đồng thời báo cho cơ quan công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội. Công an thành phố Hải Phòng cũng khuyến cáo người dân tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, tham gia giám sát, góp ý xây dựng chính quyền trong sạch, theo đúng quy định của pháp luật. Nhất là luật khiếu nại, tố cáo, không lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, gây dối trật tự, can thiệp, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước. Cùng với đó, Công an cũng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng lên không gian mạng, gây mất an ninh trật tự mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sáng 12 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, ngày 11 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lương Hồng Tê, sinh năm 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nghề nghiệp lao động tự do về hành vi điều khiển ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo đó, với lỗi vi phạm nêu trên, bà Lương Hồng Tê phải chịu hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền với tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng. Cùng với đó, bà T còn bị tước quyền sử dụng bằng lái xe B1, thời hạn 23 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền, ra quyết định xử phạt theo quy định. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, bà Lương Hồng Tê điều khiển ô tô biển kiểm soát 30H11XXX di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, quận Cầu Giấy, ô tô đã va chạm với một xe máy đang dừng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đến hiện trường giải quyết. Lực lượng chức năng xác định, thời điểm xảy ra va chạm, bà Lương Hồng Tê có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg trên lít khí thở. Người điều khiển xe máy là anh NVA, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, không có nồng độ cồn cả hai đều âm tính với chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi va chạm, hai người xảy ra cãi vã nên thu hút hàng trăm người theo dõi sự việc. Nhiều người hiếu kỳ còn phát trực tiếp sự việc lên các nền tảng mạng xã hội. Một số trang mạng xã hội đưa tin chị T tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã xác định chị T không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an. Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin liên quan đến vụ va chạm giao thông xảy ra vào ngày 5 tháng 3 tại đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với nội dung đã xác định chị đại được cho là con cháu bộ trưởng TL, họ tên Tô Lan Hương, bài báo lại viết ngược tên là LHT, người gây tai nạn và được công an bảo vệ như vị vua vị tướng đây ạ mà dân bức xúc nhất, có link Facebook ở dưới ạ. Công an cho biết đây là thông tin sai sự thật về người vi phạm trong vụ việc gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Ngày 10 tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an huyện Thanh Oai đã mời chủ tài khoản Facebook trên là anh VST, sinh năm 1986, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đến cơ quan công an làm việc tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh VST về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Thủ tướng Tổng mức phạt đối với trường hợp này là 7,5 triệu đồng. Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu có biệt danh Hậu Pháo, sinh năm 1981, trú ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, trong khi quê gốc ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo người dân huyện Vĩnh Tường, Nguyễn Văn Hậu có tuổi thơ đầy vất vả, từng phải chăn vịt để phụ giúp gia đình. Trước khi bước vào thương trường, ông chủ tập đoàn Phúc Sơn còn có giai đoạn kiêm cả nghề chạy xe ngựa. Sau đó, ông Nguyễn Văn Hậu quyết thoát khỏi lũy tre làng, gây dựng cơ nghiệp. Ngôi biệt thự được xây dựng rất lớn cạnh quốc lộ 2C. Từ khi Nguyễn Văn Hậu bị bắt, ngôi nhà luôn đóng cửa, camera được lắp xung quanh khu biệt thự này. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hậu cùng ba cán bộ ở tập đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên và Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group. Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, phạm vào khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Trong cuộc họp báo diễn ra đầu tháng 3 liên quan đến vụ việc này, Trung tướng Tô Ân Sô thông tin, doanh nghiệp Phúc Sơn này là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện mà vươn lên đi khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng nhưng năng lực, mức độ rất vừa phải trong khi nhiều tập đoàn, công ty hùng mạnh không có được các dự án lớn như thế. Trung tướng Tô Ân Sô nêu thêm, năng lực theo báo cáo thì phó tổng giám đốc của công ty này mới học xong lớp 4. Ở đây cần thấy là có học và nghèo vượt khó hơn lên thì khuyến khích và nghèo vượt khó làm giàu, nhưng không được làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người dân, nhà nước. Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra, mở rộng điều tra để đảm bảo xử lý đúng người đúng tội, thu hồi tối đa tài sản. Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra cung cấp, thì công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 là công ty ở mức vừa phải, hoạt động ở cấp huyện về xây lắp. Nhưng từ năm 2015, vườn mình lên rất mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Bước đầu xem xét, hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra nhận thấy, công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước trên 640 tỷ đồng. Hiện công ty này còn nợ hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ các điều kiện để bán, đi vào thị trường, nhưng đã bán, thu tiền mà không giao đất cho các nhà đầu tư nên gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỷ đồng gây rất nhiều bất ổn cho nhà đầu tư người dân